Ok, hello, xin chào anh em. Chào mừng thấy anh em đã quay trở lại với channel của mình. Vẫn là mình Monsu đây. Ngày hôm nay thì mình sẽ review một con tướng đến từ tựa game Tam Quốc Chí Huyễn Tưởng Đại Lục cho anh em. Và nó là con tướng xuất hiện ở background của mọi người đấy luôn. Đấy, nó là một con tướng khá đặc biệt và cũng gọi là một trong những loại tướng mới tên là Lôi Đình Triệu Vân. Đấy, nhìn ngầu không các bạn? Các bạn đã từng thấy Triệu Vân như này chưa? Sợ, đẹp trai đã mà. À, cùng vào game thôi. Áng này mình mượn của một người anh em trong group. Đây, Lôi Đình Triệu Vân. Đó, để tạo hình căn bản của con tướng này. Ui, tắt chat ở chỗ nào ấy nhỉ? Tắt cho nó im hẳn lại cũng được. Chat chạy nhiều quá không biết tắt. À, đây là tạo hình của con Lôi Đình Triệu Vân. Em nhìn ngầu không? Nhìn chất chơi người rơi không? Cổ báo các kiểu không? Chưa có skin. Đây là tạo hình duy nhất và độc nhất của nó thôi. À, đây là hình hình thường của nó nhưng mà kiểu game này nó cho sâu hình ảnh nhưng mà nó để mà hình ngang ấy ở màn hình dọc ấy nhìn khó chịu nhưng mà thôi chả biết cách nào cả chịu ơi các bạn mình cũng chả làm gì được. Đây là hình ảnh của con Lôi Đình Triệu Vân này nhìn đẹp dã man luôn á, nhìn rất là đẹp luôn. Đây còn đây là các cái gọi là kỹ năng của nó. Rồi chúng ta sẽ đi vào review cái kỹ năng của con tướng này trước đi. Đây là bộ kỹ năng của tướng này. Đấy, đây là công thường này, đánh thường ấy, nó sẽ tấn công mục tiêu phía trước gây ra 100% sát thương vật lý và đồng thời sẽ nhận một tầng long hồn. Cái này nó khá tương đồng với một 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 vài con game như kiểu là Thiếu Niên Báo Quy chẳng hạn. Nó có một số những vị tướng nó tích những cái hiệu ứng ở trên người để có thể kích hoạt kỹ năng ấy. Đấy, đây kỹ năng thưởng nó đơn giản vậy thôi. Kỹ năng nộ của con tướng này nó sẽ gây ra sát thương hàng dọc, gây ra 168% sát thương vật lý và mỗi lần gây sát thương sẽ đi kèm với mỗi 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 lần gây sát thương sẽ bằng 12% HP tối đa của tiến địch. Đấy, và nó nhận thêm một cái tầng gọi là Long Lân. Đấy, và cái này nó hiệu ứng này sẽ không thể bị xóa bỏ. Đấy, hiệu ứng này sẽ tăng 18% sát thương gây ra và tăng sát thương bão kích. Đấy, không thể xóa bỏ và cộng dồn tối đa là 7 lần. Đấy, 7 tầng. Đó là nó vừa đó là kỹ năng nộ nó vừa là để giải thích luôn cái hiệu ứng Long Lân mà con tướng này sở hữu. Rồi chúng ta có một cái kỹ năng thứ ba, nó gọi là kỹ năng Long Hồn Kỹ. Đấy, cái này thì sau khi mà nó tích đủ được 3 tầng Long Hồn ấy, nó sẽ tiêu hao 3 tầng Long Hồn trên cơ thể nó sẽ tấn công toàn bộ kẻ địch gây trong 126% sát thương này, đồng thời sẽ có 50% tỷ lệ bão kích. Đấy, và sau khi mà tấn công thì con Triệu Vân này sẽ tiến vào trong trạng thái Long Hồn và nhận một tầng Long Lân. Đấy, thêm một tầng Long Lân nữa ở trạng thái này. Đấy, và tất cả đồng minh ngoại trừ bản thân nó sẽ nhận được một tầng Long Thuẫn. Đó, và ở dưới này sẽ là giải thích những cái hiệu ứng về mình đọc bên trên. Đầu tiên là Long Lân. À quên, đầu tiên là Long Hồn, Long Lân bên trên rồi, ở kỹ năng nộ rồi. Long Hồn ấy thì khi mà mất sẽ mất 15% HP tối đa khi nộ. Nhưng mà nộ thì chắc chắn sẽ tạo ra bạo kích và không thể né kỹ năng của nó. Ngoài ra Long Hồn sẽ không thể bị xóa bỏ và sẽ kéo dài đến hết 2 lần nộ công. Đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với Long Thuẫn. Long Thuẫn là gì? Long Thuẫn thì nó sẽ không bao giờ mất quá 20% HP tối đa mỗi khi mà nhận sát thương. Đấy. Và Long Thuẫn cũng không thể bị xóa bỏ và sẽ giảm một tầng mỗi khi mà kích hoạt. Đó, đó là về hai kỹ năng đặc trưng, gọi là hiệu ứng kỹ năng đặc trưng của con tướng này. Đấy, Long Hồn, Long Thuẫn và Long Lân, đó là ba cái mà con tướng này sở hữu. Long Thuẫn có thể boost cho đồng minh các kiểu đó. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến về những cái phần chỉ số sao ở đấy. Cái này nó là duyên rồi, cái này nó là duyên. Chúng ta sẽ có hai duyên tướng ở đây, một duyên với Gia Cát Lượng và một duyên với con pháp chính. Đấy, với Gia Cát Lượng thì cái này nó có một cái đặc biệt này, đó là khi mà số sao và vô song của tướng nó tăng thì sẽ làm thay đổi chỉ số của con tướng này. Đấy, cứ tăng lên, ví dụ tăng tầng ở
một sao, 5 sao vào tầng vô song thứ 5 ấy, thì con tướng này nó sẽ nó cái chỉ số đây các bạn thấy 18 phần, các bạn thấy 18% này, nhưng mà ở các cái tầng kia nó sẽ thay đổi. Và cái tầng 18% này là tầng mắc rồi, gọi là mắc tầng vô song 5. Vô song 5 đây anh em thấy cái vô song 5 này hình giống như kiểu cái ngọn lửa xanh ấy, đây là tầng vô song 5. Đấy, còn con pháp chính này mới là 2 sao thôi. 2 sao thì cái hiệu ứng này của nó chỉ đạt khoảng tầm 15% thôi. Đấy, đấy mình giải thích qua, bây giờ mình đi vào kỹ này. Với duyên, với cái này gọi là duyên, duyên dùng từ gọi là duyên nhưng mà nó là duyên, duyên kỹ năng các bạn ạ. Nó là duyên kỹ năng, nghĩa là mỗi con tướng nó sẽ có một cái duyên kỹ năng riêng. Đấy, còn cái duyên tướng để kích hoạt chỉ số nó lại là duyên riêng. Đấy, đầu tiên là duyên với Gia Cát Lượng này. Đó, thì đi cùng với Lôi Đình Triệu Vân đấy thì nó sẽ tăng tăng như ở đây là tăng 18% sát thương, tăng 18% sát thương gây ra, và đầu trận sẽ nhận thêm 3 tầng long hồn, và Triệu Vân sẽ miễn nhiễm mọi hiệu ứng giảm nộ, giảm tốc độ hồi nộ và miễn hồi nộ. Đấy là những cái mà Triệu Vân nó miễn, những miễn cái những cái hiệu ứng đó. Đấy, mỗi khi mà địch nộ sẽ giảm ở đây là 100%, giảm 100% nộ của toàn bộ tướng địch đó. Cái chỉ số sẽ thay đổi như nào? Đây là với con Gia Cát Lượng này là đã là vô song 5 rồi, nên là chỉ số của nó là 18 và gây ra 18% sát thương và 100% nộ khi trừ. Đấy, các bạn thấy đây. Nhưng mà với Gia Cát Lượng một sao thì cái chỉ số này sẽ là 12% này. Đấy, còn cái giảm nộ này sẽ là giảm 50%. Còn với 5 sao thì chỉ số này sẽ là 15%. Đấy, còn cái nộ giảm này sẽ là giảm 70. Giảm 70 điểm nộ. Đấy. Tiếp theo nha, là với con pháp chính. Cái này các bạn sẽ phải lựa chọn nhá, một trong hai đấy, một trong hai. Với con pháp chính này thì Lôi Đình Triệu Vân nếu đi kèm với pháp chính thì nó sẽ tăng tỷ lệ bạo kích, ở đây là 15%, ở đây là 15%, tăng 15% tỷ lệ bạo kích. Đấy, và đầu mỗi cái lượt chẵn, nghĩa là những cái round thứ có thể là round đầu này, round 2, round 4. Đấy là những cái round chẵn thì sẽ nhận 2 điểm long hồn và 500 điểm nộ và 500 điểm nộ khí, đồng thời sẽ đánh dấu kẻ địch gây ra nhiều sát thương cho bản thân nhất ở lượt trước, ở lượt trước đó. Nên là khi nộ tấn công kẻ địch mà bị đánh dấu đó ấy sẽ tăng, ở đây là tăng 15% sát thương gây ra và 100% gây ra cái long mục. Cái này thì tôi cũng chưa rõ lắm nó có tác dụng gì, nhưng mà như nó là một cái tầng kỹ năng gì đó thì phải. Nó sẽ thay đổi như thế nào? Với một sao thì chỉ số sẽ là 15% này, chỉ số sẽ là cái tăng 15% tỷ lệ bạo kích, và cái ở dưới này, cái sát thương ở dưới này, cái sát thương tăng ở này cũng sẽ là 15%. Với 5 sao thì chỉ số trên này sẽ là 20% bạo kích, và ở dưới này cũng là cũng dưới này là 21%, cho nên chỉ số này sẽ là 21%. Còn với pháp chính với vô song 5 ấy thì cái tỷ lệ bạo kích trên này sẽ là 25%, còn tỷ lệ dưới này sẽ là 30%. Đó là về cái hai cái gọi là duyên 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 kỹ năng của con tướng này thôi, duyên kỹ năng của con tướng này thôi. Ngoài ra chúng ta sẽ có một cái duyên khác nữa các bạn, đó là duyên chỉ số. Duyên chỉ số ở trên tướng, đây là cái duyên chỉ số của tướng, nó chỉ tăng chỉ số thôi. Thường thường anh em nghe duyên chắc là các bạn chỉ biết là nó sẽ tăng chỉ số thôi, đúng không nào? Nhưng mà game này nó có đặc trưng nó là cái duyên kỹ năng. Đấy, cái đầu tiên là duyên giữa Lôi Đình Triệu Vân và con Âm Hậu. Âm Hậu nghe nó hơi liên liên tưởng một chút, anh em thông cảm. Âm Hậu này nó sẽ tăng 15% HP. Đấy, duyên với Quách Gia, duyên thứ hai duyên với Quách Gia, duyên này sẽ tăng tấn công 15%. Duyên thứ ba là duyên với Khương Duy, duyên này tăng 15% vật 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 phòng gọi là thủ vật. Đấy, và duyên cuối cùng là duyên với Quan Vũ tăng 15% thủ ma. Đấy, đấy là toàn bộ duyên của con tướng này. Còn về kỹ năng của Triệu Vân khi mà lên các cái tầng vô song ấy thì Triệu Vân con Triệu Vân này nó sẽ có 3 tầng vô song như bình thường là vô song 1, vô song 3, vô song 5, những tầng đặc biệt này. Ở với vô song 1 ấy thì khi mà nộ công ấy sẽ có 50% gây ra Bạch Long Ngục. Cái này nó có hai dạng, Triệu Vân nó sẽ có hai dạng, một là dạng Bạch Long Ngục và hai là dạng Hắc Long Ngục. Hắc Long Ngục, một cái là trắng một cái là đen ấy. Anh em nhìn cái tay của nó là biết. Đấy,
Với vô song 1 thì nộ công sẽ có 50% gây ra Bạch Long Ngục trong vòng 2 lượt. Bạch Long Ngục thì sau khi mà nâng cấp thành Hắc Long Ngục, đồng thời Triệu Vân sẽ rơi vào trong trạng thái gọi là Long Hồn. Với Bạch Long Ngục ấy, thì sẽ giảm 50% sát thương đòn đánh gây ra. Còn Hắc Long Ngục ấy, thì sẽ thêm hiệu ứng là giảm 25% sát thương nộ phải nhận. Đó. Còn với đấy là vô song 1, đấy là sơ lược của vô song 1 và giải thích cái hiệu ứng Bạch Long Ngục, Hắc Long Ngục mà ở trạng thái đi duyên với con Khương Duy có đề cập đến. Với vô song 3 thì mỗi khi mà một tướng đồng minh ngoại trừ bản thân giảm xuống dưới 75% HP và 50% HP ở cái lần đầu tiên thì tướng đó sẽ nhận một tầng Long Thuẫn. Đó. Mỗi khi mà một tướng đồng minh ngoài bản thân mất đi một tầng Long Thuẫn thì Lô Đình Triệu Vân sẽ nhận một tầng Long Thuẫn và hồi 500 điểm nộ. Rất là bá luôn. Tiếp theo đó chính là vô song 5. Vô song đặc biệt của những con tướng này khi mà đạt được. Vô song 5 thì khi mà nộ nó sẽ bỏ qua 15% phòng thủ của tướng địch. Đấy, nếu mà tướng địch ở trong trạng thái Hắc hoặc là Bạch Long Ngục thì sẽ tăng thêm 15% hiệu ứng. Đấy, và nếu như bản thân trong trạng thái Long Hồn sẽ tăng 20% hiệu ứng. Đó là toàn bộ kỹ năng đặc biệt nhất của con Lôi Đình Triệu Vân. Với Lôi Đình Triệu Vân thì đầu game con tướng này là một con tướng không nổi trội lắm, nhưng mà càng lên cao, đặc biệt là vô song càng cao thì nó lại càng bá. Đó là cái nhận xét của anh em ở trong group. Ngoài con tướng này có thể làm đam chủ lực rất tốt, nhưng mà bị nhược điểm của nó là khả năng cái lượng máu của nó không được dồi dào cho lắm, khá là mỏng nên là rất dễ chết. Hình ảnh của Tôn Sách một thời, Tôn Sách yếu đẹp thì con này nó yếu máu, đại loại là như thế. Còn về cách nhận của Lôi Đình Triệu Vân thì thật sự là con này là một trong những con tướng mới ra theo kiểu dạng đặc biệt nên là kiếm nó cũng hơi khó. Ngoài even đổi quà ra thì mỗi tuần các bạn có thể đổi được 20 mảnh của nó ở trong shop KNOE, hoặc là có thể đổi được ở trong even quay hồn tướng. Nói chung là đổi con tướng này thì anh em chơi trải nghiệm anh em sẽ biết, sẽ rất là chát chúa, rất là chát chúa, tích nó cũng sẽ vô cùng lâu. Anh em nào nạp tiền thì sẽ nhanh hơn một chút thôi. Tiếp theo là sẽ phải về đội hình của con tướng này. Tem một con tướng này đi thì nó cũng sẽ tùy team thôi, nhưng mà sẽ có hai dạng đội hình chính mà con Lôi Đình Triệu Vân này thường hay là phối. Đấy, đội hình đầu tiên sẽ là với Lôi Đình Triệu Vân đi kẹp với mã siêu Mạnh Hoạch, Điển Vi, Tào Phi và Hoa Đà. Tào Phi là một con tướng support, gọi là anh em mà tới tân o gì bao quy biết con Tuấn Úc, nó là support gọi là quốc dân như nào, thì trong game này con Tào Phi nó cũng là một con quốc dân như thế với cái vị trí support đó. Thì cái team mình vừa kể trên thì rất là mạnh trong việc PVP, trong việc PK, tuy nhiên thì sẽ rất là yếu khi mà các bạn đi map và các hoạt động PVE. Đội hình thứ hai đó chính là đội hình của Lôi Đình Triệu Vân, Lữ Bố, Điêu Thuyền, Tào Phi, Gia Cát Quả và Hoa Đà. Gần như là đội hình các bạn đang thấy đó. Thì kìa, vút vút mà còn bấm nhầm. Ở đội hình này thì chúng ta có thể thay thế Tào Phi bằng Vương Nguyên Cơ để tăng khả năng chống chịu. Đội hình này thì nó ổn hơn đội hình trên rất là nhiều, ổn hơn về cả hai mặt. Đó, anh em có thể sử dụng đội hình này là chính. Và đây là một cái team mà sử dụng đội hình này. Mình có thể vào một trận PK cho mọi người xem đi. Nào, mình sẽ thử một trận PK cho mọi người đi. Má mày chắc là mắt ông người kẹt rồi. Con Lữ Bố này, con Lữ Bố mặc skin rồi. Hình như là cả con Gia Cát Quả này cũng mặc skin luôn rồi sao? Đó, kỹ năng của con tướng này. Thật sự mà nói thì riêng với cá nhân mình ấy, thì tựa game này mình đánh giá về cái hiệu ứng kỹ năng và cái tạo hình thường bên ngoài của nó thuộc dạng rất là đẹp. Nhưng mà tạo hình theo cái dạng lên trận này, tạo hình tướng kiểu dạng lên trận này này, thì lại không được ưng mắt cho lắm. Và nó khá là bị rối và ngập màn hình. Đấy. Nó chiếm hơi nhiều cái khung màn hình, tỷ lệ màn hình ấy, nên thành thử ra nhìn nó hơi bị rối mắt. Cái tạo hình khi mà cái hình ảnh khi mà lên trận của nó đó là cái duy nhất. Nhưng mà cái hiệu ứng kỹ năng của các tướng lên trận khi mà đánh kiểu nộ đúng các kiểu thì
lại khá đẹp, khá là đẹp. Chỉ có rắc rối mỗi ở cái phần cái tỷ lệ tướng và cái tạo hình tướng lên trận, cùng với là những cái ví dụ chỉ số bốc máu các kiểu ấy, anh em có thấy chỉ số bốc máu các kiểu của nó là cũng hơi bị nhiều quá, nó bị ngập màn hình, thành thử ra nhìn rất là kiểu kiểu chật chội và kiểu vướng mắt. Nó là cái điểm yếu của tựa game này. Cái điểm game này nếu như anh em nào chưa biết, cái đặc trưng rất là hay của nó đó chính là ở con main các bạn. Đấy, các bạn thấy con main nó là một con tướng hỗ trợ đằng sau chứ không phải tướng lên trận. Đó, nó là một tướng tồn tại như kiểu tướng bút ấy, như kiểu là thần thú ấy. Đó, nên là trong cái game này nó sẽ không còn gặp phải cái vấn đề về main nó làm khổ sở anh em nữa. Ở trong rất nhiều game thẻ tướng khác nó làm rất là nhặt. Nhưng mà game này thì không, nó loại bỏ được cái vấn đề này. Và đây là một vấn đề rất là ưu điểm trong game này. Đây là tạo hình riêng của nó và tạo hình lên trận cũng như hiệu ứng PK của con tướng Lôi Đình Triệu Vân này. Con tướng có lẽ là thời điểm hiện tại giờ rất là mạnh. À, ngoài ra ấy, thì thật sự là anh em nào có hứng thú với tựa game này ấy, thì ở dưới phần mô tả video ngoài link tải mình có để link fanpage và link group của tựa game này của mình. Thì anh em có bất kỳ thắc mắc gì về game, từ hiệu ứng kỹ năng, đội hình, code, cách tải game từng phiên bản, thì mọi người nên lên game, lên vào group để có thể hỏi các anh em ở trong group. Thì anh em trong group sẽ rõ hơn. Tựa game này mình chỉ review thôi, chứ mình không có chơi, nên là những cái đấy mình không có rõ, anh em inbox hỏi mình cũng không trả lời được. Đấy. Anh em có thể hỏi trực tiếp anh em trên group thì được cái tư vấn sẽ tốt hơn. Game thì chưa có bản global, mới có bản Trung Quốc thôi, chưa có bản Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc luôn ấy, nên là chơi bản Trung chiếu cho bản Trung Quốc để chơi, và bản Trung Quốc thì thật sự rất là khó đăng ký tài khoản. Đa phần anh em chơi bản 9 game hoặc bản 4399. Còn anh em iOS thì đăng ký Alipay và đăng nhập bằng Alipay, xong vẫn phải xác thực chứng minh nhân dân các kiểu, rất là vất vả. Game này về Việt Nam thì thật sự nó là một cái gì đó rất là thú vị, nhưng mà hiện tại bây giờ chưa có thông tin được game này về Việt Nam. Ma mày cứng ra màn luôn, định mệnh. Nhìn mấy con boss đánh toát đầu từ đầu đến cuối không bị trừ máu luôn đấy. Sợ thật. Có lẽ là kết thúc rồi đấy. Không gánh nhỉ. Ma mày khó đánh quá. Rồi, ok anh em. Đấy là sơ lược về cái video review con Lôi Đình Triệu Vân. Một con tướng mạnh và đẹp. Đẹp vãi đái luôn trong tựa game Tam Quốc Chí Huyễn Tưởng Đại Lục. Ok, chúc mọi anh em là có bất kỳ thắc mắc thì comment bên dưới, hoặc có thể tham gia group và fanpage của mình, hoặc là trên fanpage mà có để link tải game, link nạp tiền, rồi link fanpage group, kể cả link của admin AD vào nhóm chat nữa, thì anh em có thể lên trên fanpage. Ngoài ra subscribe follow fanpage của mình để theo dõi các cái bài hướng dẫn về game, đặc biệt là các cái bài tiêu điểm tướng về từng vị tướng một, để anh em chơi game dễ hơn, bởi vì game là game Trung Quốc. Đấy, có người sub cho mọi người thì mọi người sẽ chơi nó sẽ chi tiết hơn. Ngoài bài sub ra còn có cả hướng dẫn đội hình các kiểu nữa, anh em có thể follow fanpage giúp mình nhá. Ok, video ngày hôm nay mình xin phép kết thúc ở đây thôi. Xin chào lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye mọi người. We'll be right back.